Sơ lược thông tin và tiểu sử cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh sinh ngày 21 tháng 4 năm 1992 tại tỉnh Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền vệ. Ngô Hoàng Thịnh cùng người đẹp Dương Ánh Nguyệt đã nên duyên vợ chồng và trở thành cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt. Hoàng Thịnh và Ánh Nguyệt làm đám cưới vào tháng 10 năm 2018 sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi quen nhau thông qua tiền vệ Võ Huy Toàn, đồng đội của Hoàng Thịnh ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Ánh Nguyệt sinh ra và lớn lên ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Cô hiện làm nghề trang điểm cô dâu và cho thuê đồ cưới. Bà xã Dương Ánh Nguyệt của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sinh con trai vào sáng 14 tháng 8 năm 2020 sau gần 2 năm kết hôn. Hoàng Thịnh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Anh được đôn lên thi đấu ở đội 1 từ mùa giải năm 2011. Trong suốt thời gian thi đấu cho đội bóng quê hương, anh đã 88 lần ra sân và ghi được 3 bàn thắng. Vào cuối năm 2015, Hoàng Thịnh chuyển về thi đấu cho FLC Thanh Hóa với hợp đồng kéo dài 3 mùa bóng với khoản lót tay lên tới 6 tỷ đồng. Sau mùa bóng đầu tiên V-League 1 năm 2016, khoác áo đội bóng xứ Thanh, anh dính chấn thương nặng, không thể thi đấu giai đoạn đầu mùa bóng năm 2017. Vào mùa giải năm 2019, Hoàng Thịnh chính thức gia nhập Thành phố Hồ Chí Minh sau khoảng thời gian chơi bóng ở Thanh Hóa. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong trận đấu gặp Hà Nội ở vòng 5 giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2021, Hoàng Thịnh có pha vào bóng bằng hai chân, gây chấn thương nặng cho Đỗ Hùng Dũng. Ngô Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu đến hết năm 2021, phải đền tiền chữa chân cho Đỗ Hùng Dũng. Vào chiều ngày 24 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có án phạt cho Ngô Hoàng Thịnh sau hành vi vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng. Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam Vũ Xuân Thành xác nhận, VFF phạt 40 triệu đồng, đình chỉ thi đấu Ngô Hoàng Thịnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hoàng Thịnh có trách nhiệm đền bù theo khoản 4 điều 39 trong quy định về việc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2021. Ông Vũ Xuân Thành chia sẻ thêm, tất nhiên khi xem xét một vấn đề kỷ luật, chúng tôi cũng xem xét toàn diện ý kiến từ dư luận, người hâm mộ để nghiên cứu. Tuy nhiên trên tinh thần chính, chúng tôi vẫn phải dựa vào luật để đưa ra quyết định. Bóng đá là môn thể thao quyết liệt, đòi hỏi tính đối kháng. Nhưng ở tình huống nhanh như vậy, đối với Hoàng Thịnh thì hành vi đó mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. Trưởng ban kỷ luật của VFF cho rằng, Đỗ Hùng Dũng là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng, bị như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội tuyển Việt Nam. Vì thế, ban kỷ luật phải đưa ra mức phạt tương ứng để xứng đáng với Hoàng Thịnh, cũng như nhằm răn đe các cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam. Sau khi thu thập đủ hồ sơ trận đấu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ban kỷ luật VFF tiến hành họp khẩn vào chiều ngày 24 tháng 3 để ra án phạt cho Hoàng Thịnh. Thông thường ban kỷ luật chỉ họp sau vòng đấu khi tất cả trận đã kết thúc. Tuy nhiên tính chất nghiêm trọng của vụ việc buộc ban kỷ luật phải vào cuộc sớm hơn. Theo điều 39 quy định về hành vi xâm phạm thân thể trong luật của VFF ghi, xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt từ 40 triệu đồng và bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đến 24 tháng, hoặc bị cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc không có thời hạn. Người vi phạm phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra. Mức chi phí được quy định cụ thể như sau: không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với câu lạc bộ, đội bóng chủ quản tại thời điểm vi phạm. Không chỉ có VFF, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận sẽ có án kỷ luật nội bộ nghiêm khắc với cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.